qua phần 3 phương trình đường sống. Phương trình đường sống các bạn chú ý nha, nắm vững cái phương trình đường sống này. Phương trình đường sống này quan trọng lắm. Thế nào là phương trình đường sống? Chú ý nha các bạn. Ở đây ta gây ra sống tại nguồn ô, cái nguồn ô là gây ra sống. Nguồn ô, một sống có phương trình U tại ô và A cốt omega T. Thì cái sống tại một điểm M trên cái phương trình sống này, ta xét trên phương này, ta lấy một điểm M nằm ở đây, thì M này nó sẽ dao động với phương trình như thế nào? Các bạn chú ý dùm chỗ này. Ban đầu lúc T bằng vào điểm T, sóng bắt đầu truyền đến M, bắt đầu dao động tại O, thì tại M có sóng chưa? Hiển nhiên là chưa có sóng. Do đó thằng này chưa dao động. Thì hết một thời gian từ đây tới đây, sóng phải truyền từ đây tới đây. Đây là khoảng cách từ đây gọi là điểm D. Thì sóng phải truyền, thời gian sóng truyền từ O tới điểm M là T phải. T phải bằng gì? T phải bằng D trên gì? D trên V. Vậy sau khoảng thời gian T phải thì sóng mới tới M, thì lúc này M mới bắt đầu dao động. Hay ta nói M luôn luôn dao động ít hơn O một khoảng thời gian là T phải. Thì do đó phương trình dao động tại điểm M nó có dạng gì? U tại điểm M bằng A cos omega mở ngoặc T trừ đi T phải, mà luôn luôn ít hơn khoảng là T phải. Rồi tiếp tục. Vậy nếu cái chỗ này ta ghi bằng A cos omega T mở ngoặc omega nhân trừ omega t trừ đi t phải, tức là trừ đi d omega nhân gì á, omega nhân d trên gì, trên về. Rồi vậy chỗ này tiếp tục ta khai triển tiếp, u tại điểm m nó sẽ bằng a cos omega t trừ đi, em nhìn cái chỗ này nha, nó có omega của mình chính là 2pi trên t, rồi nhân cho d trên gì, d trên về. Rồi mình học xong cũng tàu. Vậy V nhân T nè là lambda. Vậy từ đây nó sẽ xuất hiện là 2pi phần lambda nhân cho chữ D. Đây gọi là phương trình truyền sóng. À, thầy chú ý dùng cho thầy chỗ này. Vậy tiếp theo, thầy nhắc kỹ chỗ này nhé. Nếu em biết phương trình truyền sóng ở đây, ở đây thì em mờ rồi. Bây giờ thầy coi thầy lấy ví dụ tiếp theo này. Nếu bây giờ ở đây là một điểm N, thì sóng tại N là như thế nào? Thằng N này nó sẽ dao động như thế nào? Vậy ta coi viết phương trình sóng tại N, U tại điểm N bằng gì? A cos omega T, nó cũng dao động chậm pha hơn O một khoảng là O N. Nếu ở đây thì đặt là D1 thì nên sẽ là D mấy đây? Nên sẽ là D D2. Nếu đặt đây là D1 thì đây là chữ D, D1 và đây là D mấy? D1. Thì N là D2 thì trừ 2pi phần lambda nhân chữ D gì? D2. Thấy chưa? Vậy ta xem hai cái sóng này, phương trình sóng tại M, phương trình sóng tại N. Vậy thế nào gọi là độ lệch pha giữa hai sóng? Độ lệch pha hai sóng đó, cái này gọi là pha dao động tại M, cái này gọi là pha dao động tại N. Độ lệch pha là lấy pha trời từ pha rồi độ lệch pha, và tôi ký hiệu là delta phi. Ta lấy pha từ pha, lấy pha N từ pha M thì omega T trừ omega T hết. Và cái thằng này nè, lấy này trừ cho này, lấy này trừ này là trừ thành dấu gì, dấu cộng. Hoặc em lấy này trừ cho này nó cũng hết, rồi lấy này trừ cho trừ thằng này thành dấu dấu cộng. Vì cái này không có nhất thiết em lấy cái nào trừ nào. Ở đây ta thấy lấy trên thì dưới thì nó ra được là 2 pi phần lambda nhân cho d2 trừ d mấy, d1. Cái đây gọi là độ lệch pha. Chú ý đây là công thức độ lệch pha. Nếu mà ta xét hai điểm trên cùng một phương trình sóng như thế này, thì lúc này hai cái điểm nó có mối liên hệ là cách nhau khoảng là chữ gì, chữ d. Thì lúc này D2 trừ D1 bằng chính là khoảng cách giữa hai điểm đó, ta ký hiệu bằng chữ D. Và từ đó ta có công thức là độ lệch pha giữa hai điểm trên cùng phương trình sóng là delta pi bằng 2pi phần lambda nhân dây chữ vậy, nhân dây chữ D. Nhớ nè, vậy từ đây ta có công thức độ lệch pha. Vậy độ lệch pha này nó có cái gì? Khi nào thì cùng pha, khi nào thì ngược pha và khi nào thì vuông pha. Và em xem cho kỹ. Chút xíu là ta nói về vấn đề truyền sóng này tiếp theo để cho em nhớ dùm. Các bạn nhớ dùm cái này đây, em cứ xem như là một dạng bài tập, bởi vì bản chất của nó là chỉ là như toán học thôi, giống gì khó khăn em cứ cho nó là lý thuyết để em học cũng rất là vất vả. Bây giờ em nhìn, khi nào thì cùng pha, vì bài hôm trước ta đã học rồi, hai dao động cùng pha khi nào? Khi delta phi của mình là gì? Nếu cái delta phi của mình bằng k 2 pi thì hai dao động này cùng pha. Vậy tương đương,
delta phi mình đã có là công thức là 2pi phần lambda nhân cho chữ d bằng k 2pi. Vậy nếu mà ước được 2pi thì ta suy ra được cái gì? Suy ra được d nó sẽ bằng là k lambda. D bằng k lambda. Vậy ta đọc ra đây. Vậy ta đọc là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng phương tiền sóng bằng một số nguyên lần bước sóng. Bằng một số nguyên lần bước sóng thì hai đó dao động cùng pha. Vì k là số nguyên. Nhưng bài này á, thì cái chỗ này ta ghi k bằng bằng 1, bằng 2, bằng 3. Vì sao vậy? Nếu k bằng 0 thì hai điểm này là 1 rồi. Cho nên thật ra cứ ghi 0 cũng sao cả. Rồi tiếp. Nếu delta phi, nếu delta phi của mình bằng 2k cộng 1pi, tức là hai dòng ngược gì? Hai dòng ngược pha. Tương đương hai dòng ngược pha là công thức delta phi bằng 2pi phần lambda nhân chữ gì? Chữ d bằng 2k cộng 1pi. Rồi ước được pi đi, và ta rút ra được chữ d bằng gì? D nó sẽ bằng là 2k cộng 1 lambda trên hai. Ha, để ta đọc cái này sao? Khoảng cách giữa hai điểm trên cùng phương tiền sóng bằng một số lẻ lần nữa bước sóng. Thì 2k là chẵn cộng 1 là lẻ. Một số lẻ lần nữa bước sóng hai đó là ngược, ngược pha. Người ta nhân có một số giáo viên người ta nhân số 1 phần 2 bên trong thì chỗ này ta ghi là k cộng 1 phần mấy? K cộng 1 phần 2. Và chỗ này ngồi còn là lambda. Thì cái đọc là một số nửa nguyên lần bước sóng, hoặc là đọc bán nguyên lần bước sóng. Nhiều khi em không cùng với cái cách gọi này, bữa sau vô đề thi trắc nghiệm ta ghi bằng chữ thế là đau khổ lắm rồi ha. Rồi tương tự vuông pha cũng thế. Vuông pha thì sao? Và em nhớ những thầy thêm vuông pha là đủ rồi. Còn muốn bất kỳ cái pha gì thì cứ mình thấy bài. Vậy delta phi của mình là 2k cộng 1 pi trên mấy? Pi trên 2 gọi là vuông, vuông pha. Vậy tương đương 2pi phần lambda nhân chữ d bằng 2k cộng 1 pi trên 2. Rồi thì ta sẽ suy ra được d bằng gì? D bằng 2k cộng 1 pi pi mất đá lambda lên chia số 2 xuống là lambda trên 4. Vậy ta sẽ thấy ta đọc khoảng cách giữa hai điểm trên cùng phương tiền sóng bằng một số lẻ lần 1 phần 4 bước sóng. Một số lẻ lần 1 phần 4 bước sóng thì hai đó là vuông, vuông pha. Nghe chưa? Người ta nhắc lại cái phần này. Phần này rất là nhiều em nhầm và thầy qua nhiều năm thi cử. Nhiều em sử dụng những ngôn ngữ sai. Dẫn tới còn có một số giáo viên dạy ở cái mạng đó, đó không phải là người ta ý người ta hiểu sai nhé. Mà người ta dùng cái ngôn ngữ sai dẫn tới nhiều học sinh sai. Nhiều học sinh họ nhầm cái thầy cái câu này rất là nhiều. Chú ý cái này vậy này. Không phải là giáo viên người ta nói sai mà vì người ta dùng cái ngôn ngữ sai cho nó dẫn tới nhiều em sai chỗ này. Cho nên bây giờ thầy phải nói chỗ này. Người ta nói là sống trước nguồn và sống sau nguồn, các bạn chú ý. Cái này rất là quan trọng. Không có sống trước nguồn và sống sau nguồn. Sống phía trước và sống phía sau. Chứ còn không có ai sinh ra trước mẹ ruột của mình. Chú ý cho hay. Cái nguồn là sinh ra tất cả, cho nên tất cả những cái điểm kia là phải có sau nguồn. Chứ không gọi là sống trước nguồn và sống sau nguồn, các bạn chú ý điều đó. Ví dụ như thế này. Đây. Sống cái nguồn nằm đâu phía bên kia. Nó truyền qua đây. Thì cái này là ta xét lên trên cái phương tiện sống, xét lên điểm A. Xét đây là điểm B và xét đây là điểm gì? Điểm C. Thì điểm A có trước rồi tới điểm B rồi tới điểm C. Chứ thực ra những thằng này không thằng nào là nguồn hết. Nhưng trong cái giả thiết đề cho thì ta cho biết sống tại B là U tại B bằng gì? U tại B bằng A cos omega T. Người ta hỏi viết phương trình sống tại C thì làm sao viết? Ta dễ dàng viết như sao? Hồi nãy mình mới học UC bằng A cos omega T. Cái C này nó có sau B, cho nên cái pha của C nó luôn luôn trễ hơn pha của B. Lúc này ta phải trừ đi 2pi phần lambda nhân cho chữ D. D này chính là chữ gì? B, BC. Tiếp tục, nếu ta biết phương sóng tại A A nó có trước, tức là nó dao động trước B. Vậy cái pha của nó phải lớn pha hơn của B. Vậy chỗ này ta biết gọi là sóng phía trước và sóng phía sau, chứ không phải là sóng trước nguồn và sóng sau nguồn. Cái này chú ý dùng lại. Vậy U tại A bằng gì? U tại A là bằng A cos omega t cộng, tại vì sao nó sớm hơn, tức là cái pha nó lớn hơn này, lớn hơn là 2pi phần lambda nhân cho đoạn ui dài đoạn này là a b. Các bạn chú ý dùm cho thầy nha, lưu ý dùm sống có trước và sống có sau, chứ không phải là sống trước nguồn mà sống sau nguồn. Các bạn chú ý cho này.
Còn một cái vấn đề nữa thì cần nói. Bài tiếp theo sẽ nói về hai trong lần tập sẽ nói quá trình đó, quá trình sống, cái nguồn chọn tại góc độ và theo trục x và y. Thì lúc này cái chỗ đó cũng rất là nhiều hành động nha.